Ngày 31 tháng 8, Công an phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp 9 thanh thiếu niên đi xe lạng lách đánh võng, thông chốt kiểm dịch. Điều đáng nói là có 8 trong số 9 đối tượng chưa đủ 18 tuổi, nên Công an phường Xuân Đình đã mời bố mẹ, người giám hộ của nhóm thanh niên đến trụ sở Công an phường để giáo dục, nộp phạt và đón con về. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 30 tháng 8, các đối tượng khai đã phóng xe chạy dọc tuyến Phạm Văn Đồng, vượt qua các chốt kiểm dịch. Ngay khi phát hiện vụ việc, tổ công tác Công an phường Xuân Đình đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm triệu tập nhóm đối tượng trên đến trụ sở công an làm việc. Công an phường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có văn bản khẩn về việc tạm ngưng tiếp nhận cấp giấy nhận diện xe có mã QR. Việc dừng cấp giấy nhận diện có mã QR sẽ áp dụng cho phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có công văn khẩn số 9625 về việc đăng ký nhận giấy nhận diện phương tiện có mã QR. Theo đó, Sở sẽ dừng tiếp nhận cấp giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối. Thay vào đó, các đơn vị, chủ phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện việc đăng ký sử dụng giấy nhận diện có mã QR thông qua địa chỉ vận tải.drvn.gov.vn theo quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc đăng ký để nhận giấy nhận diện này được thực hiện tự động. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM không phê duyệt như trước đây. Đối với các xe chở công nhân, chuyên gia hoặc doanh nghiệp không được cấp mã QR để lưu thông, cần có một người ngồi trên xe có giấy đi đường theo quy định. Người ngồi trên xe phải có giấy tờ chứng minh cùng cơ quan, công ty, doanh nghiệp. Để triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các bến khách ngang sông thực hiện nghiêm quy định, mỗi chuyến chỉ chở tối đa không quá 50% số lượng hành khách theo sức chở của tàu, phà, cũng như các biện pháp an toàn phòng dịch khác. Tuy nhiên, với đặc thù vận tải đường thủy, nhiều chủ bến đã không thực hiện đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa phương.